Lý Long Cơ, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1951, là ca sĩ và diễn viên đến từ Hồng Kông. Lý Long Cơ thường xuyên đảm nhận vai diễn hoàng đế, và tên của ông cũng đồng âm với Lý Long Cơ, nên ông được mệnh danh là hoàng đế chuyên dụng của TVB. Lý Long Cơ nổi tiếng trong làng nhạc Cantopop nhờ ca khúc chủ đề của các bộ phim truyền hình Cự Tinh và Hoáng Hoa Tẩy Kiếm Lục. Với ngoại hình mạnh mẽ, ông được gọi là chém củi lão, người tiều phu. Vào đầu những năm 1980, khi cơn sốt biểu diễn ở các phòng trà bùng nổ, Lý Long Cơ trở nên vô cùng nổi tiếng. Thường phải biểu diễn nhiều nơi trong một đêm và được mệnh danh là hoàng tử phòng trà. Một số bài hát nổi bật của ông bao gồm Nhân Sinh Khúc, Người Rơm, Đường Thẳng Đường Công, Phật Sơn Tán Tiên Sinh và Nam Tử Hán. Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực truyền hình, tham gia vào chương trình Hoang Lạc Kim Tiêu và nhiều bộ phim truyền hình. Lý Long Cơ cũng từng góp mặt trong nhiều phim như Tầm Tần Ký và Tùy Đường Anh Hùng Truyện. Tháng 12 năm 2021, Lý Long Cơ tham dự lễ trao giải AEG Music Chart Award 2021 và nhận giải thưởng ca sĩ Kim Cương Thượng Thừa. Đời tư của Lý Long Cơ. Khi còn trẻ, Lý Long Cơ từng trải qua một cuộc hôn nhân và có ba người con, nhưng cuối cùng hai người đã ly hôn. Năm 2019, ông công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái, cả hai luôn duy trì tình cảm ổn định, dù chênh lệch nhau 36 tuổi. Bạn gái ông, Vương Thanh Hà, là kỹ sư máy bay, còn Lý Long Cơ là người đam mê máy bay điều khiển từ xa. Cả hai có nhiều sở thích chung nên không gặp rào cản về khoảng cách thế hệ. Lý Long Cơ 74 tuổi trở thành chiến binh tình yêu thuần khiết, bạn gái 36 tuổi giả mạo thân phận bị bắt. Tuyên bố sẽ cưới sau khi ra tù, Lý Long Cơ, dù chỉ đảm nhận những vai phụ, nhưng ở tuổi 74, sau 50 năm theo đuổi nghệ thuật, Lý Long Cơ đã tích lũy được nhiều tài sản và sự yêu mến từ người hâm mộ. Những năm gần đây, ông thường xuyên gây chú ý vì đời tư, đặc biệt là mối quan hệ với cô bạn gái kém ông 37 tuổi. Mối tình chênh lệch tuổi tác này đã khiến dư luận không ngừng bàn tán. Tất nhiên, điều này không hiếm gặp trong làng giải trí. Sự thật chứng minh rằng, nghệ thuật không chỉ có thể tu dưỡng tâm hồn mà còn giúp người ta tỏa sáng trong cuộc sống. Nhìn từ góc độ này, mối tình của Lý Long Cơ dường như cũng không phải là điều kỳ quặc. Lý Long Cơ kết hôn với người vợ đầu tiên vào những năm 70 và họ có hai con gái và một con trai. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, khi Lý Long Cơ bắt đầu gặt hái thành công, ông dần trở nên lạnh nhạt với vợ mình và có quan hệ ngoài luồng, dẫn đến hai người ly hôn. Vào những năm 90, Lý Long Cơ chuyển đến thâm quyến và sống cùng người vợ thứ hai kém ông hơn 20 tuổi. Lý Long Cơ từng công khai rằng ông đã viết tên vợ vào sổ đỏ của 5-6 căn nhà nhằm đảm bảo cho cô có cuộc sống không lo âu sau này. Năm 2019, khi vợ đang mang thai đứa con thứ hai cho Lý Long Cơ ở tuổi 70, không may thai nhi bị sảy. Điều gây sốc hơn là trong thời gian vợ bị sảy thai, Lý Long Cơ lại bị bắt gặp hẹn hò và đi chơi với Vương Thanh Hà, người kém ông 36 tuổi. Lý Long Cơ đã phủ nhận quan hệ tình cảm ngoài luồng này. Đến năm 2021, Lý Long Cơ cuối cùng thừa nhận Vương Thanh Hà là bạn gái của mình và giới thiệu cô là một kỹ sư máy bay. Thậm chí, có thông tin cho rằng Lý Long Cơ đã chuyển 6-7 căn nhà đứng tên mình sang cho bạn gái. Có vẻ như việc chuyển nhượng tài sản chỉ là lời hứa suông của Lý Long Cơ, khi trước đó ông cũng đã hứa hẹn tương tự với người vợ trước. Về Vương Thanh Hà, nhiều người tỏ ra hoài nghi, không hiểu sao cô lại chọn một người đàn ông tóc bạc, râu nhiều như Lý Long Cơ. Cộng đồng mạng đặt nghi vấn rằng Vương Thanh Hà tham tiền và có ý đồ xấu. Thân thế của Vương Thanh Hà cũng rất bí ẩn, cô thường xuyên khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội. Bên cạnh những bức ảnh tình tứ với Lý Long Cơ, cô còn khoe các bộ sưu tập đồ cổ, tranh chữ và ảnh chụp cùng nhiều ngôi sao. Cho đến ngày 19, khi tài liệu tuyên án của tòa án được công bố, mối tình kỳ lạ mỗi người một mục đích này mới thực sự lộ diện. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, tòa án Sa Điền đã xét xử vụ án của Vương Thanh Hà, 36 tuổi, vị hôn thê của nghệ sĩ Lý Long Cơ. Vương Thanh Hà bị kết án 25 tháng tù vì các tội danh như lưu trú quá hạn và sử dụng giấy tờ giả. Tại tòa, Lý Long Cơ xúc động, nhiều lần dùng khăn giấy lau nước mắt và kiên quyết tuyên bố sẽ chờ đợi Vương Thanh Hà ra tù để kết hôn với cô. Bối cảnh vụ án và nội dung cáo buộc. Vương Thanh Hà bị cáo buộc 7 tội danh, bao gồm 2 tội vi phạm điều kiện lưu trú, khai báo gian dối để xin giấy nhập cảnh, sử dụng giấy tờ giả, sở hữu giấy tờ giả, khai báo gian dối với nhân viên hành chính nhập cảnh và vi phạm thời hạn lưu trú khi nhập cảnh Hồng Kông để làm việc. Trong thời gian này, các bằng cấp và chứng chỉ mà Vương Thanh Hà sử dụng đều là giả. Trong phiên tòa, Vương Thanh Hà thừa nhận 5 tội danh.
Xét đến tính chất vụ án và thái độ nhận tội của cô, tòa án đã tuyên phạt cô 25 tháng tù. Một nữ thạc sĩ 32 tuổi lại kết hôn với một ông già 70 tuổi đa tình, rõ ràng là lừa cưới nhưng lại cảm động hơn cả phim. Quả thật, câu chuyện này còn ly kỳ hơn cả phim. Một vụ lừa đảo trắng trợn nhằm vào những người già neo đơn, cuối cùng lại biến ông già thành một chiến sĩ tình yêu thuần khiết. Nghĩ kỹ lại, sự việc khá rõ ràng. Cô gái dùng thân phận giả mạo để tiếp cận ngôi sao, đại gia, doanh nghiệp, thâm nhập vào cái gọi là tầng lớp thượng lưu và vượt qua rào cản xã hội. Còn về phần người đàn ông, bản tính thay đổi liên tục, ham mê sắc đẹp cũng lộ rõ. Dù người vợ thứ hai trẻ hơn 20 tuổi nhưng nay đã 50, nhan sắc không còn như xưa, nên Lý Long Cơ quyết định chọn người trẻ hơn. Điều khiến mọi người bất ngờ là Lý Long Cơ còn cùng nhiều người bạn trong giới nghệ sĩ viết thư xin giảm án. Luật sư bào chữa cuối cùng bổ sung rằng, nhiều người bạn của Lý Long Cơ đã viết thư xin giảm án cho Vương Thanh Hà. Những người bạn này chủ yếu gặp Vương qua các hoạt động từ thiện, có cơ hội quan sát con người cô, chứ không chỉ dừng lại ở những mô tả bề ngoài. Họ đều khen ngợi Vương có tấm lòng tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ, cho rằng án phạt 9 tháng tù là hợp lý. Có thể thấy, ông lão 74 tuổi này thật sự đáng yêu. Lý Long Cơ bên ngoài tòa án tuyên bố sẽ kiên quyết chờ đợi Vương Thanh Hà ra tù và thực hiện lời hứa kết hôn, không quan tâm đến quá khứ của cô. Khi Vương Thanh Hà ra tòa, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo hồng và vest màu kem. Trong suốt phiên xét xử không ngừng nhìn Lý Long Cơ, Lý Long Cơ cũng mặc áo hồng đến tòa, cả hai đều không ngừng dùng khăn giấy lau nước mắt trong phiên tòa. Sau khi Lý Long Cơ nhận án, ông rời khỏi tòa mà không dừng lại để trả lời các câu hỏi của phóng viên. Khi được hỏi liệu án tù của Vương có trong dự đoán của ông hay không, Lý Long Cơ đột nhiên cúi đầu khóc. Ông cho biết sẽ không xem xét việc kháng cáo, nhưng nhất định sẽ chờ đợi Vương ra tù. Trước khi rời đi, ông còn nhấn mạnh rằng sẽ nhất định đợi bạn gái ra tù. Nhiều người dùng mạng cũng bị hành động của cả hai cảm động. Nếu đây là tình yêu thật sự, thì cũng coi như là một câu chuyện đẹp của một thời đại. Thật may chỉ là 2 năm, không biết Lý Long Cơ có thể chờ được bao lâu. Không chỉ là vấn đề tình cảm mà còn là vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Sự nghiệp của Lý Long Cơ. Lý Long Cơ đã khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Canto Pop khi thể hiện ca khúc chủ đề cho các bộ phim truyền hình Cự Tinh và Hoáng Hoa Tẩy Kiếm Lục. Với ngoại hình mạnh mẽ và phong trần, ông được gọi là chém củi lão, người tiều phu. Vào đầu những năm 1980, khi phong trào biểu diễn tại các phòng trà trở nên thịnh hành, Lý Long Cơ trở nên rất được yêu mến, thường phải tham gia nhiều buổi diễn trong một đêm và được mệnh danh là hoàng tử phòng trà, phát triển sự nghiệp. Lý Long Cơ có nhiều bài hát nổi tiếng như Nhân Sinh Khúc, Người Rơm, Đường Thẳng Đường Cong, Phật Sơn Tán Tiên Sinh và Nam Tử Hán. Sau đó, ông chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình, tham gia chương trình Hoang Lạc Kim Tiêu và nhiều bộ phim truyền hình khác. Năm 1978, bộ phim truyền hình Hoáng Hoa Tẩy Kiếm Lục do Trương Quốc Vinh đóng chính được phát sóng, với ca khúc chủ đề do Lý Long Cơ thể hiện. Trong một chương trình truyền hình sau này, Lý Long Cơ hồi tưởng rằng, khi đó đài truyền hình Lệ Dương, ATV, đã chọn ông hát ca khúc này vì chất giọng mạnh mẽ và đầy khí phách của ông. Sau đó, Trương Quốc Vinh đã bày tỏ ý định muốn hát lại bài hát này và đích thân gọi điện cho Lý Long Cơ để xin bản nhạc. Lý Long Cơ rất vui khi có người muốn hát lại ca khúc của mình, nên đã tự lái xe mang bản nhạc đến cho Trương Quốc Vinh. Sau khi chuyển từ TVB sang ATV, Lý Long Cơ đã tham gia vào nhiều bộ phim và chương trình tạp kỹ của ATV, đồng thời góp mặt trong các buổi hòa nhạc tái hiện các ca khúc kinh điển. Sau khi bị TVB sa thải, ông bắt đầu tập trung vào sự nghiệp ca hát và biểu diễn thương mại. Bất cứ buổi biểu diễn thương mại nào, ông đều nhận lời tham gia. Bên cạnh đó, ông cũng tổ chức các buổi hòa nhạc và đã cùng với Diệp Chấn Đường và Trần Hạo Đức tổ chức một buổi hòa nhạc được đánh giá tích cực. Tháng 6 năm 2002, bộ phim truyền hình Lạc Thần có sự tham gia của Lý Long Cơ được phát sóng. Đến ngày 17 tháng 2 năm 2020, bộ phim truyền hình Bằng Chứng Thép 4 mà ông tham gia cũng được ra mắt. Tháng 2 năm 2022, phiên bản MV thứ 2 của ca khúc Chống Dịch Sư Tử Sơn Hạ Đồng Tâm Kháng Dịch do Lý Long Cơ hát cùng Thành Long, Sa Thi Mạn và Trần Tiểu Xuân được phát hành. Ngày 10 tháng 4 năm 2023, bộ phim Pháp Ngôn Nhân có sự góp mặt của ông được phát sóng lần đầu tại Hồng Kông. Vào ngày 6 tháng 8, Lý Long Cơ đã tham dự buổi hòa nhạc chia tay của ban nhạc Winner. Tháng 1 năm 2024, Vợ Múa Vịnh Xuân do Thâm Quyến sản xuất được công diễn lần đầu tại Hồng Kông. Tại buổi công diễn, nam diễn viên kỳ cựu của TVB là Lý Long Cơ chia sẻ rằng Vịnh Xuân là chủ đề quen thuộc và được khán giả Hồng Kông yêu thích trong hơn một thập kỷ qua. Sự kết hợp giữa vũ đạo và võ thuật tạo nên sức hút đáng để thưởng thức.
tháng 6 năm 2024, bộ phim truyền hình Nghịch Thiên Kỳ Án 2 mà ông tham gia sẽ được phát sóng lần đầu tại Trung Quốc đại lục và dự kiến phát sóng tại Hồng Kông vào tháng 7 cùng năm.